Honda Civic Type R mẫu xe đua đường phố đang được trông chờ ở Việt Nam, đã lộ diện tại trung tâm đăng kiểm khí thải tại Hà Nội. Tại đây, có ít nhất 2 chiếc đã ra vào trung tâm này trong những ngày qua. Nhiều khả năng đây chính là bản thương mại sắp bàn giao cho khách đặt mua trước đây. Hai chiếc Civic Type R được bắt gặp sở hữu màu sơn trắng Championship White và xám Sonic Raven. Theo hình ảnh chụp được, những chiếc Honda Civic Type R không có sự khác biệt so với xe đang được trưng bày, nổi bật với cánh gió lớn phía sau và bộ mâm loại 19 inch 5 chấu kép sơn đen nhám. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là màu sơn ghi xám. Civic Type R tại Việt Nam có những trang bị khá đầy đủ giống thị trường Mỹ. Xe sử dụng đèn pha full LED dạng chóa, đi kèm dải đèn ban ngày. Tại thị trường Mỹ, người tiêu dùng có thêm tùy chọn vành nhẹ hơn khoảng 2,4 kg. Phía sau là cụm đèn hậu LED cùng ống xả thể thao. Theo những gì hãng công bố, Honda Civic Type R bán chính hãng sẽ có duy nhất tông màu đỏ chủ đạo cho hàng trước và tông đen cho hàng sau. Ghế ngồi và vô lăng được bọc da lộn giúp tăng độ bám với người ngồi lái khi vào cua, đồng thời tăng tính thể thao cho xe. Sau tay lái vẫn là màn hình kỹ thuật số kích thước 10,2 inch giống Civic RS, nhưng có thêm giao diện chế độ lái giờ chỉ có trên tay giờ. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây và chế độ hiển thị Honda Logger. Hệ thống loa của xe bán chính hãng là loại 8 loa tiêu chuẩn. Động cơ của Honda Civic Type R là loại 2.0 tăng áp, công suất cực đại 315 mã lực và 420 Nm mô men xoắn, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Civic Type R có mức tiêu hao nhiên liệu là 11,6 lít trên 100 km đô thị, 6,8 lít trên 100 km cho đường trường và 8,6 lít cho 100 km hỗn hợp. Honda Civic Type R chính hãng sẽ có gói an toàn Honda Sensing với những tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh chủ động, đèn pha thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành. Ngoài ra, những công nghệ khác đáng chú ý còn có vi sai chống trượt, hỗ trợ đánh lái chủ động, cảnh báo người lái buồn ngủ. Trên trang web Honda Việt Nam công bố, Civic Type R được chốt giá chính thức từ 2,399 tỷ đồng. Con số trên ngang ngửa với Mercedes-Benz C300 AMG bản nhập khẩu châu Âu, 2,399 tỷ đồng. Civic Type R sẽ chỉ được nhập về với số lượng giới hạn